Trở lại với Lara Croft nhá. Giờ xong rồi mình qua được cửa bên kia rồi phải không? Tiếp tục đi thôi. What's going on? Rồi, bây giờ thì dấn thân vào mấy cái nhảm nhảm này tiếp. Đi tiếp nào. How can they live like this? Đây, giờ mình phải đi vào đường này. Mình phải đi vào đây thôi. Oh my god, Grim. Chết hết đi. Nhiều tới lực. Up here. Grim, you escaped. Grim, get up here. Lên đây rồi. Miss a chance, you bastard. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Phải. Ôi sao mà nó đông vãi thế này. Thank you.
cuối cùng cũng qua được loạt quân địch đông đảo và nguy hiểm. Ta không thể trèo lên đó từ đây được. Chết tiệt. Maybe you can use it to come around the other side. All right, I'm on my way. Ông bố chết hết rồi. Sao đừng có nhờ mấy chuyện nghe chưa? Đi từ đâu nhờ? Ấy! Dù rớt xuống là kiếm được cái khác. Này dọn. Biết rồi, ông nội im mồm lại đi. Đây rồi. Không nhận là ra leo trèo hơi bị ghê. Ghê vãi. Tiếp tục. Xong lên. Biết rồi. Bố tới với các con đây. Vãi. Lại nào. Ah!
Hay rồi, hay rồi. Oh yeah. Tìm thấy rồi nha. Mình sắp qua được bên kia rồi. Grim, are you there? Grim, nó là một cái bẫy. Oh no. Ô mẹ rồi, cái bẫy à? Chết đi. Mày chửi ai?
vẫn còn. Chạy luôn rồi. Khốn mà. Drop your weapons or we kill your friend. Don't fucking do it. Okay. That's nothing, pal. I grew up in Glasgow. Now kick them off the edge. Vậy một người ra đi. No, Grim. I'll make them pay. Người sẽ bắt chúng trả giá. I've got to get to the palace. Mình sắp kết thúc phần này đây đó. Này đã sắp xong rồi, nhìn. Nó cắt dây. Ôi giời. I got her. Hai bắn nè. Shit. Ôi giời. I've got your cover, girl. You're clear to climb off. Thank God. Bây giờ mình sẽ kết thúc phần này đây nhá. Rồi, Rock cứu mạng. Ross. Yeah. Grim's dead. They tried to use him as leverage to make me surrender, but he wouldn't let them. Grim, you stupid bastard. I'm so sorry, Ross. No, don't be sorry, Laura. Just make it count. Bắt bằng chút đại giá. We'll raise a glass to the old man when we get out of here. I'm going to try and get closer. Can you cover me again? Yeah. I've got a clear sight with my rifle until the palace wall. Okay. Thôi, mình sẽ kết thúc phần này ở đây nhé. Và tiếp tục trong những phần sau. Bây giờ hành trình của mình vẫn còn rất dài. Thôi, chào tạm biệt các bạn nhé.